Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Và đợt gần đây thì mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn về MacBook Pro 2019, về các dòng này hay là về giá này. Thì năm vừa rồi thì Apple đã ra một số cái dòng MacBook Pro khá là nhiều phiên bản, cho nên là các bạn có nhiều câu hỏi là chuyện bình thường. Và mình hôm nay lại ngồi ở đây để tổng hợp lại cho các bạn, để các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về MacBook Pro 2019, xem là có những dòng nào và giá của nó như thế nào. Còn bây giờ intro nào. Mark One số 1 về Mark. Video ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất sẽ là mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn những cái điểm mới của MacBook Pro 2019 so với những dòng Pro năm trước. Thứ hai sẽ là đi sâu về dòng MacBook Pro 15 inch và cuối cùng sẽ là đi sâu về 13 inch. Ok, thì sau bao nhiêu tin đồn đoán Apple 2019 sẽ ra mắt một cái mẫu MacBook 16 inch thì không, chúng ta vẫn có hai phiên bản là 13 và 15 inch truyền thống. Tiếp tục sử dụng những cái thiết kế từ các năm trước thay vì cải tiến mới về thiết kế bên ngoài. Tuy nhiên thì tất cả các mẫu MacBook mới năm nay thì sẽ đều được sử dụng một cái bộ vi xử lý mới mà Apple giới thiệu là 8 nhẫn lõi cho MacBook Pro 15 inch. Trong khi MacBook 15 inch sử dụng cái chip 6 hoặc 8 nhân thế hệ 9 thì các mẫu 13 inch sẽ được trang bị con chip thế hệ thứ 8. Apple cho biết thì trên MacBook Pro được trang bị chip 8 nhân sẽ có một cái bộ vi xử lý rất là mạnh mẽ. Nó nhanh gấp đôi so với chip tứ và nhanh hơn 40% so với chip 6 nhân trước đó. Một cái thay đổi nữa đến từ bàn phím là Apple đang làm một cái bàn phím cánh bướm thế hệ mới, được nâng cấp về phần vật liệu. Apple đã cho biết được là bàn phím này sẽ được cập nhật để cắt giảm những cái lỗi phím mà đã nổi bật trong những cái dòng MacBook Pro bị lỗi trước đó. Bên cạnh chip và bàn phím được nâng cấp thì MacBook Pro cũng sẽ không có thay đổi nhiều so với các dòng MacBook về trước. Về cấu hình thì trên MacBook Pro 13 inch thì sẽ được trang bị Intel Iris Plus Graphics 645 hoặc là 655, trong khi các mẫu 15 inch sẽ được trang bị đồ họa tích hợp với Radeon Pro 555X hoặc là 560X và dung lượng SSD lên tới 4T, trong khi 13 inch thì chỉ có 2T thôi. Nâng cấp tiếp theo là về chip bảo mật T2 của Apple thì được cung cấp những cái tính năng bảo mật cao và khả năng khởi động an toàn. Cùng với đó là lưu trữ mã hóa một cách nhanh chóng một số các dữ liệu, cùng với đó là có Hey Siri rảnh tay. Và một cái nâng cấp nữa là về phần touch bar và màn hình thì năm nay đều được trang bị chu tông, giúp các bạn có thể có một cái màn hình và giải touch bar có thể cân bằng ánh sáng tốt khi với cái nhiệt độ môi trường xung quanh các bạn. Về phần màu sắc thì vẫn có hai màu cơ bản là phần màu bạc và màu xám không gian. Mình thì mình vẫn hy vọng là năm sau Apple sẽ ra một số cái màu mới để cho người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, giống như là iPhone mới ra mắt vậy. Về màn hình thì các mẫu Pro 2019 năm nay vẫn tiếp tục được sử dụng cái màn hình có độ sáng là 500 nit, hỗ trợ PPA White Color và có một cái chức năng chu tông được giới thiệu trong các máy Pro trước đó rồi. Chu tông sẽ hoạt động thông qua cái cảm biến xung quanh đa kênh có trong những cái MacBook Pro mới và có thể xác định được độ sáng và nhiệt độ của cả phòng. Sau đó thì sẽ cân bằng trắng và đưa cho người dùng một cái màn hình với cái chất lượng hiển thị tự nhiên và đỡ mỏi mắt nhất. Màn hình của MacBook Pro 15 inch thì sẽ có độ phân giải là 2880x1800 ở mức 220 pixel trên 1 inch. Và trong khi đó thì MacBook Pro 13 inch thì sẽ có độ phân giải là 2560x1600 ở mức là 227 pixel trên 1 inch. Tiếp theo là phần touch bar và trackpad thì trackpad năm nay vẫn rộng, to và có công nghệ Force Touch như mọi năm, vẫn đủ dùng. Theo mình thì Apple đã làm rất tốt cái phần bàn di chuột này rồi. Các bạn có thể chạm bất cứ đâu trên cái bàn di chuột này để thao tác với máy. Về phần touch bar thì năm nay sẽ có một cái khá là đặc biệt, nó sẽ làm kiểu mờ với các phím còn lại trên bàn phím và tương tác với touch bar sẽ được thể hiện thông qua các thao tác chạm, vuốt và các cử chỉ đa điểm khác, hỗ trợ tối đa lên đến 10 ngón tay một lúc. Và touch bar thì sẽ bao gồm những cái bạn cần truy cập nhanh như là âm lượng này, phát lại âm thanh, độ sáng hay là Siri, cùng với lại nút ESC ở bên trái. Bên cạnh Touch Bar thì sẽ có Touch ID truyền thống sẽ sử dụng thay cho mật khẩu, mở khóa các ứng dụng bằng máy Mac, các bạn chỉ cần đặt một ngón tay lên rất là nhanh và nó sẽ thay đổi thế được một cái mật khẩu trong ứng dụng và các bạn cũng có thể thanh toán qua Apple Pay trên Safari. Về mức giá thì mình đang tham khảo tại website của Mark One đang có giá là 47.900.000 cho bản chip i7 cho hàng line new, còn hàng mới thì sẽ là 53.990.000, chênh nhau đến 6 triệu cơ đấy, thì đây là một con số rất là đáng để suy nghĩ để các bạn cân nhắc phải không nào. Tiếp theo là phần bản i9 thì sẽ có giá là 59.900.000 cho máy mới và máy cũ sẽ là 51.500.000. Các bạn nên cân nhắc để mình có một cái quyết định mua máy là new hay new để phù hợp với túi tiền của mình nhất nhé. Phần cuối cùng là mình sẽ đi sâu vào dòng MacBook Pro 13 inch 2019, thì đây là một trong những cái dòng MacBook Pro bán chạy nhất tại Mark One trong thời gian vừa qua.
Nó mang một cấu hình đủ dùng và một cái kích thước nhỏ giúp người dùng có thể di chuyển lại một cách dễ dàng hơn so với dòng 15 inch. Thì đi cùng với nó thì hiệu năng nó sẽ không được mạnh mẽ như dòng 15 inch. Cụ thể nó sẽ được trang bị con chip i5 từng lần lượt phiên bản là 1.4 và 2.4, và nó không được trang bị card đồ họa rời. Về giá tiền thì mình sẽ đang tham khảo ở Mark One thì đang có giá là 37.900 cho bản máy mới 256GB cho bản chip 1.4. 2.4 thì các bạn sẽ bù thêm một chút, sẽ lên tới là 38.900 cho máy Line New và 42.990 cho máy New. Tất cả những con máy này thì mình sẽ tổng hợp lại một link bên dưới để cho các mọi người tham khảo về dòng Pro năm nay nhé. Ok, vừa rồi là mình đã tổng quan lại cho các bạn những cái điểm chính trên MacBook Pro 2019 về dòng 13 inch và cả 15 inch. Hy vọng là các bạn sẽ có một cái lựa chọn đúng đắn để mua về cho mình chiếc máy sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.